Bữa nay học qua cái bài tọa thiền Dũng Tâm Ký. Nhưng mà đây là của ngài thiền sư Quánh Sơn, tức là một cái bài này cũng nói về cái căn bản để mà dụng tâm mà tọa thiền đó, không? Cho nên này cũng là một cái bài mà quan trọng mà chủ yếu để mình học để nắm vững thêm, để mà cái có cái tư lương để mình ứng dụng. Tức là đây là một cái vị thiền sư mà gọi là thuộc về cái tông Tào Động của Nhật Bản. Ngài là vị khai sơn chùa Tổng Trì ở núi Chư Nhạc á, là cháu nói pháp của đời thứ tư thiền sư Đạo Nguyên, tức là một thuộc về tông Tào Động. Thì ở đây là cái phần trước này là có cái bản tiểu sử á, thì với về đọc cái bản tiểu sử này thì thấy rõ hiểu qua về ngài. Thì đây mình không phải đọc học kỹ, chỉ giới thiệu qua để cho biết. Đây thì mình học thẳng vào trong cái bản tọa thiền Dũng Tâm Ký, tức là đây gọi là ngài là do quốc sư Viên Minh Hiểu Quánh Sơn ở chùa Tổng Trì mà ngài tuyển soạn đó, tức là ngài sao được nghĩa là vị thiên hoàng mà ban cho cái hiệu là quốc sư, tức là đạo viên thiên hoàng đó. Đây gọi là nó là phàm tọa thiền thì thẳng khiến người mở sáng tâm địa, an trụ chỗ bổn phận ấy gọi là, tức là chỗ ấy gọi là bản lai diện mục, cũng gọi là bản địa phong quang. Tức là nói về tọa thiền là cái gọi là cái cách, cái pháp để mà thẳng khiến cho cái người tu đó mở sáng cái tâm địa, tức là cái đất tâm của mình đó, rồi an trụ nơi cái chỗ bổn phận, tức là an trụ cái chỗ gọi là chính của mình, chứ không có phải mà gọi là chạy ra bên ngoài hay là đi cái chỗ khác, nghĩa là cho mình phải sáng tỏ cái bản tâm chân thật, cái hiện hữu nơi mình đó. Cho nên là tọa thiền là cái cốt yếu đó. Thì cái chỗ đó thì đây gọi là cái bản lai diện mục, tức là cái mặt, tức là cái bộ mặt chân thật xưa nay của chính mình đó, chứ không phải là cái bộ mặt mà gọi là giả dối hư vọng mà mình đang chấp, tức là thường thì mình nói là bộ mặt của mình đây, nhưng cái bộ mặt này á, là cái bộ mặt tạm một lúc rồi thôi, khi mà hết duyên, khi mà tắt thở thì nó cũng trả về cho cát bụi, cho nên đó không phải là gọi là cái này không phải là cái bộ mặt thật của mình, mà mình còn có một cái bộ mặt thật xưa nay, nhưng mà mình lại bỏ quên. Chính cái tọa thiền này là khiến mình nghĩa là sáng tỏa để mình nhận lại chỗ đó. Thì chỗ đó cũng gọi là cái bản địa phong quang, tức là cái chỗ đất gọi là chỗ đất mát mẻ sáng suốt. Thì cái chỗ đất đó cũng chỉ cho bản tâm, bản tánh hay là cái Phật tánh sẵn có của mọi chúng sanh đó. Thì cái chỗ thì ở đây gọi là thân tâm đều quên mất, ngồi nằm đồng xa lìa. Cho nên gọi là bước vào tọa thiền là phải nắm vững cái yếu chỉ này, tức là thân tâm đều quên đó, quên cả cái tướng ngồi nằm. Cho nên vừa lên bồ đoàn là phải dứt khoát, buông rơi cái thân tâm mà
nắm vững cái yếu chỉ này. Cho nên gọi là trước khi mà học sâu, đi sâu vào thì mình tức là trong chúng này nghĩa là phải nhớ, tức là phải nghiệm kỹ cái câu chuyện này, tức là một cái câu chuyện mà của một vị tăng Tây Tạng. Nghĩa là có vị tăng Tây Tạng, ông nghe có người nói rằng, nghĩa là mình đi vòng vòng cái tu viện bên trên, tức là một cái nơi thánh địa, thì sẽ giúp cho mình đạt được cái thánh kiến, tức là cái thấy của bậc thánh. Cho nên là ông tăng này á, ông là cứ suốt ngày thực hành cái pháp, gọi là cứ đi vòng quanh cái tu viện này thôi, nghĩa là cứ đi lòng vòng vòng quanh đó hoài vậy thôi. Cho nên mình thấy là nghe một câu nói mà gọi là chấp mà không có suy nghĩ kỹ, không rồi tu hành thì nó cũng mất thời giờ nhiều, không nghe là cái đi lòng vòng đó, nghe nói là cái đi vậy đó thì sau sẽ được gọi là thánh kiến, tức là được giống như là mở sáng trí tuệ, không? Thì một hôm ông mới gặp đại sư gọi là Genshe Tenpa, tức là vị đại sư mà gọi là đạt đạo đó, không? Thì ngài mới vỗ lưng ông, ngài mới bảo thật ra là đi vòng quanh một nơi thánh địa thì cũng cũng được đó, không? Nhưng mà tốt hơn á thì nên tu học cái yếu tính về các pháp Phật, không? Tức là cái tu học mà những cái chính yếu đó, cái pháp Phật mà cốt yếu, không? Thì ông nghe như vậy thì ông gật đầu, ông thấy là cũng có lý, cho nên ông bắt đầu mới đọc kinh, rồi học kinh, tức học thuộc lòng, rồi tụng niệm kinh điển. Thì một lúc sau, tức là thời gian sau, thì gặp lại cái vị đại sư này, thì cái vị đại sư mới vỗ vào cái lưng của ông, rồi ngài nói tụng đọc kinh sách thì cũng được đó, tức là cũng tốt đó, không? Nhưng mà tốt hơn nữa đó là ông nên tu học pháp Phật, nó bao trùm rộng khắp hết thảy, cái đó mới quý hơn. Bởi vì trước ông nói là nghe nói là tu học cái gọi là yếu tính của Phật pháp, thì ông nghĩ vậy chắc là bảo mình phải tụng đọc kinh điển, không? Thì đây thì ngài đại sư này nói thêm, thì ông nghe nói vậy thì ông coi đó là suy nghĩ rất lâu, tức là cũng phải suy nghĩ kỹ đó, không? Thì cuối cùng như là ông nhận được cái gì đó, cái lời dạy đó, cho nên ông bắt đầu ông mới tu tập thiền định. Tu tập một hôm thì vị đại sư mới tìm gặp cái ông đang ngồi thiền định trong một cái góc nhà, và coi như là đang dùng đó là toàn lực của mình để mà coi như là tinh tiến, gọi là không có nghĩ ngợi cái điều gì hết, tức là chú tâm, không? Thì đại sư đó mới nói con đang thiền định thì hay thật đó, nhưng mà tu tập đúng pháp Phật đích thực đó thì nó hay hơn nhiều, không? Tức là tu thiền định thì hay, nhưng mà ngài nói thêm, nhưng mà phải tu tập đúng pháp Phật cho chính xác thì nó hay hơn. Như vậy thì mình mới thấy tu thiền định nhưng mà cũng chưa chắc ngồi như vậy mà gọi là tu đúng pháp, không? Cho nên đây ngài mới nhấn mạnh đó, nghĩa là tu tập với đúng pháp mà Phật cho chính xác thì nó hay hơn. Thì bây giờ cái vị tăng này nghe như vậy thì không biết làm sao, không? Tức là trước thì ngài bảo là phải tu học về yếu tính Phật pháp rồi ngài mới tụng kinh, rồi bây giờ ngài là thực tập thiền định,
thì lại thì được đại sư lại nói như vậy, cho nên ngài coi như là mất hết cái gọi là cái phương hướng, không? Cho nên rồi ngài không biết ngài giao nên pháp nào ngài cũng tu mà không biết pháp tu như nó như thế nào cho nó đúng à. Thì cuối cùng đại sư ra mới bảo, không? Nghĩa là buông bỏ những gì mà con đang bám giữ, thì lúc đó con chính là con, và cái đơn giản này chính là bước khởi đầu và cũng là mục đích, tức là bước khởi đầu mà cũng là cuối cùng đó. Thì đó là cái lời dạy mà gọi là cái căn bản mà mình phải nắm vững trên đường gọi là tu thiền. Nghĩa là sao? Và buông bỏ những gì mà mình đang nắm giữ, tức là bám giữ đó. Tu thiền là buông bỏ chúng gì hết, tức là những cái mình đang bám giữ đó buông bỏ, thì lúc đó mới còn lại cái gì đó mới chính là mình. Cho nên gọi lúc đó là con mới chính là con, không? Và cái gọi là cái đơn giản này đó chính là cái bước đầu, tức là mình nhận rõ được cái đó thì đó là cái bước đầu và cũng là cái bước cuối đó. Tức là bước đầu là mình sáng tỏ được cái việc này, rồi mình sống, không? Sống cho được trọn vẹn thì đó là cuối cùng chứ không gì khác đó. Cho nên là nắm vững đó thì không có làm lạc, chứ còn không khéo, không? Rồi tôi vừa nghe nói cái gì này hay rồi cái kia hay đó, rồi cứ chạy theo hoài, không? Rồi hoặc là nghe ai nói cái pháp gì đó đặc biệt lạ lùng nữa thì cũng chạy theo, rồi nghĩa là thành ra coi là bám giữ cái này bám giữ cái kia mà rốt cuộc là trái với cái yếu chỉ chính này, không? Còn đây là ngày dạy kỹ, không? Là phải buông bỏ những cái gì mình đang mắc kẹt á, đang mắc kẹt, đang bám chấp đó. Những cái đó thì buông bỏ cho nó nhẹ, không? Thì còn lại chính mình sáng tỏ được cái lẽ thật đó thì đó là cái bước đầu, và sống được trọn vẹn cái đó là cái cuối cùng, không? Cho nên ở đây thì ngài dạy là thân tâm, không? Đều quên, không? Là ngồi nằm cũng đồng xa lìa, tức là quên luôn cả cái gọi là cái tướng ngồi tướng nằm, chứ không phải mình nghĩ nhớ đây là tôi ngồi thiền, không? Bởi vì có khi là ngồi thiền rồi cái thì mình ngồi hay một chút, không? Tức là ngồi gọi là mình ngồi được là năm bảy tiếng một lần thì mình thấy khi là mình vậy là mình ngồi hay, thì cái gọi là cái tâm mà gọi là cái ngã đó nó lại sống dậy trong đó, không? Thì như